Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chú hề ST làm bong bóng nghệ thuật. Hãy ủng hộ chú hề ST bằng cách nhấn like, share, đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và luyện tập thật thành công. Tiếp tục, chúng ta dùng quả bóng màu nâu 260 thổi lên nửa quả bóng. Thổi lên khoảng nửa quả bóng. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một đoạn bốn ngón tay. Chúng ta tạo hai cái khóa, mỗi khóa hai ngón tay. Một, hai. Bên này chúng ta tạo một đoạn khoảng sáu ngón tay. Và chúng ta cột đoạn đầu này vào đây. Bên này làm tương tự, bốn ngón tay. Hai cái khóa. Và sáu ngón tay. Cột lại các bạn nhé. Phần này chúng ta sẽ gắn vào ở cái khóa này. Sau khi gắn và chúng ta lưu ý cái đoạn ngắn nằm đằng sau và dài hơn nằm đằng trước. Bây giờ chúng ta sẽ dùng dây này cột vào đây, dây này cột vào chân bên này để làm cái đùi của con trâu. Chúng ta kéo thật căng các bạn nhé. Bên này tương tự. Và chúng ta chỉnh một chút xíu. Tiếp theo, chúng ta sử dụng bóng màu nâu bơm lên khoảng nửa quả bóng. Chúng ta sẽ cột vào đây, chúng ta tạo là ngón chân. Tạo một đoạn khoảng 4 ngón tay. Chúng ta ngắt vào. Cột lại. Bên này tương tự. Hai chân trước tương tự.
Đến đây chúng ta dùng vỏ màu đen bơm lên khoảng nửa quả bóng. Đầu tiên chúng ta sẽ làm mắt, tạo một trường tròn này khoảng 1.5 ngón. Đó. Chúng ta cột lại. Đây. Tạo vòng tròn. Thứ hai, con mắt thứ hai. Phần này giữ chút xíu mình dùng tiếp. Đây chúng ta làm thành hai con mắt và chúng ta bỏ từ bên đây. Coi này. Chúng ta ép này xuống chút xíu. Phần bóng đen còn lại chúng ta sẽ làm cái sừng. Đây chúng ta làm lại nha. Bây giờ chúng ta làm cái mũi chân cầu bằng bóng 1.6. Chúng ta dùng kỹ thuật này. Chúng ta cột lại không mình bung các bạn nhé. Cái thứ hai tương tự. Nhớ tương đối cân bằng nhau các bạn. Bây giờ lấy hai này chúng ta cột chung lại. Bây giờ chúng ta gắn vào đây.
chúng ta sẽ làm những cái móng chân cho con trâu bằng quả bóng màu đen này. Chúng ta bơm lên khoảng nửa quả bóng. Chúng ta cột. Lần lượt chúng ta làm bốn chân này. Và con trâu của chúng ta còn thiếu cái gì các bạn? Cái đuôi. Cái đuôi chúng ta sử dụng có này. Chúng ta chuyển đến cột vào. Được. Đây con trâu các bạn. Ok, vậy là mẫu con trâu của chúng ta đã hoàn thành. Và Tết đến xuân về, nhân dịp video clip này, chú hề ST muốn gửi tới tất cả mọi người một lời chúc sức khỏe và một lời cảm ơn chân thành nhất đã ủng hộ chú hề ST trong suốt thời gian vừa qua. Và chúc các bạn và gia đình có một năm mới thật là mạnh khỏe, thật là vui vẻ, an khang và thịnh vượng. Chú hề ST làm được, các bạn chắc chắn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.